Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung mới nhất về vụ mà tử tù Hồ Duy Hải mà bị mẹ kêu oan suốt 12 năm qua. Cụ thể hôm nay sẽ có nội dung như thế này: lối ra nào cho vụ án của Hồ Duy Hải? Trước giờ chưa có phán quyết nào của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao lại bị dư luận phản ứng trái chiều nhiều điểm đến như vậy. Ở đây, xin không bàn đến đúng hay sai trong việc kết án tử hình Hồ Duy Hải vì khi 17, thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao giơ tay biểu quyết bác kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao. Tắc có lý do, người ngoài cuộc không tiếp cận hết hồ sơ vụ án nên có thể chưa hiểu được và chưa chạm đến sự thật. Ở đây, chúng tôi muốn chia sẻ về quy định pháp luật liên quan đến việc tìm ra lối thoát khả thi cho vụ án của Hồ Duy Hải. Theo quy định tại Điều 367 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sau khi quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao tuyên bác kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao giữ nguyên bản án sơ thẩm phúc thẩm, Hồ Duy Hải phải nhận mức án là tử hình. Thì Hồ Duy Hải như vậy, việc thi hành án tử hình sẽ sớm thực hiện vì trước đó vào năm 2011, Chủ tịch nước đã có quyết định bác đơn xin ăn giảm của Hồ Duy Hải. Để Hồ Duy Hải có cơ hội sống sót, bản thân bị án này phải làm đơn gửi Chủ tịch nước xin ăn giảm một lần nữa về mức án tử hình đối với phán quyết mới nhất của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Ngoài ra, một thủ tục được pháp luật tố tụng hình sự dự phòng trong tình huống quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi bản chất nội dung quyết định mà Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao không biết được. Khi ra quyết định đó thì vẫn có thể xem xét lại. Và theo Điều 404 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định về việc yêu cầu kiến nghị đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao kiến nghị Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị thì Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao phải mở phiên họp để xem xét lại quyết định giám đốc thẩm. Khi mà có căn cứ xác định quyết định của giám đốc thẩm thì thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao không biết được khi ra quyết định đó. Để làm được điều này thì các cơ quan có thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao cần xem xét chỉ ra phán quyết vừa rồi của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hay không, hay có tình tiết gì mới hay không. Và trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải yêu cầu Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao phải có kiến nghị thì Hội đồng thẩm phán phải mở phiên xem xét yêu cầu kiến nghị trong vòng thời hạn là 4 tháng mà thôi. Và Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao phải có mặt tại phiên họp để trình bày ý kiến về việc có hay không có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có tình tiết mới quan trọng làm thay đổi bản chất nội dung quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao và quan điểm về việc giải quyết vụ án. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao báo cáo nghe ý kiến của Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan tham dự. Sau đó Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao quyết định một trong bốn phương án như thế này nè: sẽ không chấp nhận yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và giữ nguyên quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, hủy quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, hủy bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật, vi phạm pháp luật và quyết định về nội dung của vụ án, hủy quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Đó. Quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao phải được ít nhất 3/4 tổng số thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao biểu quyết để tán thành. Như trước đây, từ Ủy ban của Quốc hội đã từng có văn bản kiến nghị Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao xem xét lại bản án đối với Hồ Duy Hải. Đó, nhưng mà một vụ án chỉ có thể có một sự thật, hoặc Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đúng hoặc Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đúng. Vì vậy dư luận rất mong chờ ý kiến của Ủy ban Tư pháp Quốc hội nêu chính kiến về việc này. Để lấy lại niềm tin về công lý cho nhân dân thì các cơ quan có thẩm quyền được nêu tại Điều 404 cần lên tiếng có chính kiến về phán quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Nếu phán quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao là đúng thì cần phải được bảo vệ, nếu chưa đúng thì phải yêu cầu kiến nghị để xem xét lại. Bởi đây không còn là một chuyện riêng của tử tù Hồ Duy Hải nữa, mà là niềm tin vào công lý đang bị thách thức. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu thấy video này hay, bổ ích, hãy chia sẻ rộng rãi để cho mọi người cùng biết đến thông tin này. Đó. Rồi, cảm ơn.